Đến thăm Phụng Hiệp này, chúng tôi có thăm một gia đình nuôi chăn để bán da cũng như bán mỡ. Và đây là cảnh cho con chăn ăn. Và thức ăn thường xuyên của nó là gà và ếch nhái cũng như là các cái động vật khác. Mỗi một con chăn thì cháu nuôi bao lâu thì bán? Dạ khoảng 2-3 năm. 2-3 năm như là 4-50 ký. 4-50 ký mỗi lần bán một con chăn 4-50 ký thì được bao nhiêu tiền? Tùy theo giá cả, thường là khoảng mười mấy triệu, 20 triệu cũng có. Nhưng mà cho nó ăn bằng gà như vậy thì tốn kém cũng nhiều hả? Tùy theo giá gà, gà mắc thì chăn sẽ đỡ, nó không lợi nhiều, rẻ thì ăn thì nó lợi. Và chuyện mua nuôi chăn như vậy đó, nó có sanh nở gì không? Dạ cũng có, mà khó đẻ lắm. Khó đẻ lắm. Dạ, mua giống không? Nuôi chăn như vậy có nguy hiểm không? Dạ cũng không có nguy hiểm gì, cắn hay đau thôi. À, chứ nó không có làm chết người hả? Dạ không. Để thử. Thế chứ dùng một đứa con nít mà bị chăn nó quấn rồi có nguy hiểm không? Dạ cũng nguy hiểm, chết. Có thể chết. Dạ. Có khi nào có con chăn nào nó sống thì nó đi mất không? Dạ cũng có. Sống chuồng nó đi ra ngoài nó mất. Quấn như là nó xiết để cho con gà nó chết á. Dạ, tiếp kéo rồi nó nuốt từ từ. Bao lâu nó mới nuốt xong? Lâu lắm hả? Dạ, chút là tại thường cho ăn gà gà cắt không à? Nuốt. Còn đó là loại một cũng bằng nhau hết á.